Tiếp theo thì con xin giới thiệu về AMV này ạ. AMV vào Việt Nam vào tháng 3 năm 2019. Và chúng ta có hai bạn tham dự kỳ thi AMV vào tháng 12 vừa qua. Đầu tiên là chị Trịnh Thị Dương tham dự kỳ thi với loại thi toàn diện, còn được gọi là Comprehensive Examination, tức là thi 5 môn như APSM. Hôm nay chị Thị Dương xin trình bày hai nhạc phẩm ạ. Morton Village Scene của Julian Yu và Mazurka của Peter Tchaikovsky. Mời chị.